Em hỏi thật mọi anh nhá. Mọi anh đã dùng bao cao su ở đây chưa? Anh chưa dùng bao cao su, anh còn không biết như nào ở cái gì. Hả? Em hỏi thật là bọn anh đã dùng bao cao su ở đây bao giờ chưa? Chưa. Chưa á? À? Trường thôn? Trường thôn? Có chưa? Có dùng bao cao su bao giờ chưa? Hỏi thật. Hả? Chưa có khả năng là như nào? Đang hỏi dùng bao cao su cơ mà. Tất nhiên là mình chắc là chưa để chết chưa có thế là được trả lời thẳng đi anh là chưa dùng bao giờ trưởng thôn có dùng bao cao su bao giờ chưa? Bây giờ đã có 3 con rồi thì tất nhiên rồi. Nhưng đã dùng bao giờ chưa? Hả? Thế ông trưởng thôn ông là người tuyên truyền mà ông này. Hả? Chưa dùng bao giờ gì? Anh Hồng dùng bao giờ chưa? Anh sử dụng rồi. Sử dụng rồi gì? Sử dụng như nào? Nó cứ chả như nào không biết tạ đâu. Em đang hỏi thật đấy, nghiêm túc đấy. Để bọn anh tuyên truyền đấy. Nó như một cái bóng bay thôi. Như một cái bóng bay nhưng mà làm như thế nào? Thì... Mà... Nó như này... Nó cái mở mồm ra thì... Em đang hỏi nghiêm túc. Để cho các anh tuyên truyền đấy. Nếu mà anh bọn anh mà không biết, tại vì là chị là cũng làm bên phụ nữ đúng không? Anh sử dụng rồi. Sử dụng chưa? Anh tính sử dụng chưa? Có rồi. Sao bốn đứa? Có mà sao bốn đứa? Tháo ra. Tháo ra. Sau lúc mình say rượu không nhớ quên. Không say rượu rồi. Không nhớ chọn lại quần áo trong mặt thì nó mới có. Quên mặt áo. Đùa em không biết tả với anh như nào. Có nghĩa là say rượu về. Ôi giời chết rồi, bây giờ em nhìn thấy kia kìa. Thằng Ước mang cái túi cá kia vào. Ui vẫn treo trên kia. Trưởng thôn rách xuống. Còn một cái túi ăn kìa. Đang nói đến. Ôi dồi. Thế là bọn tao có xuống cái dây cáo lên. Ôi lúc nãy thế nhưng mà chưa. Nhưng mà anh tính là dùng rồi gì? Rồi. Nhưng mà cứ say rượu về là vợ lại quên à? Vâng ạ. Hay là anh quên? Không, ngày không sờ đến, không lúc đấy không nhớ nữa. Nhưng biết cách sử dụng rồi gì? Có rồi ạ. Sử dụng như nào? Anh hướng dẫn cho bà con xem nào. Mình thì dùng bao cao su mà bảo vệ được mình để không sau này thôi. Thế nhưng mà dùng như nào? Nó là như thế nào? Cách dùng. Cách dùng ấy. Cái dùng cái trình hai cái thì bạn cũng lấy về thì... Cái dùng là mình dùng đấy, như mình biết tả thì ngày 6 về phụ nữ nữa. Thế ông trưởng thôn ông ngoài còn không biết hướng dẫn sử dụng bao cao su thì ông làm sao mà ông hướng dẫn được bà con? Hả? Ông còn chưa quen á? Thắng rồi, con trai rồi. Tôi chịu bao mà. Đấy, đây này, ui dồi. Đấy này, mua thẳng. Đấy, ui dồi. Đấy. Quên rồi. Anh có một cái bóng trên mà. Tưởng là hụt xuôi, hụt gì ấy. Hụt xuôi. Nhưng mà không... không gọi anh hùng à. Em thay rồi nhưng mà quen rồi. Quên rồi. Ăn quen rồi. Quên ăn quen. Thay mẹ Vương còn thằng Vương nó còn bảo là bên này. Mua cả gà hay sao đấy. Cả. Không đây đây này. Lấy cho ông cụ thích ăn cá nướng rồi lắm. Để cái đồ bên này. Ừ. Đây để bên này cá ngon đầu. Cá ngon đầu. Ngon lắm. Khôn ăn đầu, ngu ăn đít. Đúng không chú giáo? Người thì ngu đít. Anh mấy đứa? Hả? Anh một đứa. Một đứa à? Và mấy đứa nhỉ? Gần ba đứa em. Gần ba đứa? Ba đứa rưỡi à? Gần hai đứa rồi. Nhưng mà sử dụng bao cao su bao giờ chưa? Hỏi thật đấy. Không. Cái này em không bao giờ dùng rồi. Sao? Mày phải dùng cái đấy vào. Không sinh đẻ nữa mà mày phải dùng cái đấy vào đấy. Để lúc nào được con trai đấy em mới dùng cái kia. Mày mấy đứa, hai đứa con gái à? Thế cái đứa bé bé đang con trai con gái? Nó
con gái mà. Cái đứa mà thằng con của xì giống chồng ấy. Vâng, gái mà. Con đứa bụng này. Đứa này bụng trai, bụng là trai gái. Trai mà. Nhưng mà hôm nào đẻ ra thì mang ra thành phố đẻ chứ. Đẻ nhà ơi. Không, mang ra thành phố đẻ đây. Con trai. Chưa biết. Con trai con gái đều phải mang ra thành phố đẻ đấy. Không thì bét phải xuống trạm này. Xuống trạm đẻ nhá. Không đẻ nhà đâu, chúng phải đẻ nhà ghê quá, cứ đẻ nhà. Uống hết đi. Anh có số lúc nào anh ra thì mong mình thì đấy, cứ đẻ các ông, các bà đừng có đẻ nhà nữa, tuyên truyền đi, tuyên truyền bà con đi nhá. Anh phải đẻ một con gái nữa nhá. Anh con trai rồi, anh con trai rồi. Đẻ một con gái nữa mới đủ. Nếu mà anh mà không có gì thay đổi thì sang năm bọn anh sẽ tính thêm một đứa nữa. Mà anh phải dùng bao cao su mấy năm nữa chứ. Không, mới điên rồi. Đang đẻ bao cao su. Như bọn em ấy, đẻ nhiều ấy thì phải dùng bao cao su vào. Đấy. Nhưng mà đã ai tuyên truyền cho, hướng dẫn chưa? Hả? Tuyên truyền hướng dẫn chưa? Có chưa? Hướng dẫn biết cách dùng chưa? Hả? Chắc chắn không? Nếu mà con trai nữa là không đẻ gì. Cái đứa mà đang chửa gì. Rồi rồi, khẳng định nhá. Xin thề nhá. Anh tại vì anh còn lên đán dầu nhiều lắm. Nếu mà mày đẻ con trai mà đẻ nữa thì không được đâu. Em thề chỉ có là người kiểu. Nhưng mà người khác người không phải em người đâu. Rồi rồi. Nhau nào xuống thì hai anh và nhà em chơi nhé. Vâng. Tiền Trung Quốc thì tính ra hơn triệu rồi. Ôi, ta làm được có 6-7 ngày thì vẫn có thể gửi luôn được 800 đồng đấy các bạn. Thu luôn. Chỉ có một chuyên sáng là đến là xin đám với cái tôm của mình đi làm. Đã như không xứng đá này. Người ta làm người ta cũng tôn trọng mình vậy. Như mình làm Việt Nam như vậy, người ta mình chém vẫn tôn trọng nhau là anh em này. Anh em mình cũng chém nhỉ. Thế là thống nhất cái hôm ấy ra mua máy thì thống nhất với em. Đi sang nhà ước một tí, sang ngoài nhà em chơi một tí. Như nào? Hôm nào đi mua máy nổ thì đi sang nhà ước một tí. Làm gì các ông đi ra mua máy nổ là đi theo em vào nhà ước làm gì? Không, các ông mua máy xong các ông về luôn, không có vào nhà ước làm gì. Việc các ông còn đang làm, còn hôm nào đi chơi là đi chơi, còn đây là đi ra mua máy nổ nhá. Các ông còn đang làm còn vào chơi mới uống rượu cái gì? Các ông ra mua máy nổ là như nào? Ra mua máy nổ là ra đấy xong là về để còn làm. Ra mua máy nổ thằng ước thì dẫn đi được, nhưng mà ra xong rồi con đi vào nhà vào nhà em thì được, vào nhà chơi tí. Còn nhà ước thì hôm nào đi chơi hẳn, bố trí một ngày em đi cùng. Còn việc của bọn anh ra là đi mua máy nổ, đúng chưa? Vâng, ok. Rồi em bắt tay. Rồi. Thế nhá, 15 ngày nhá, chuẩn nhá. Vâng. Ăn xương ông cứ gắp cá, ông thích ăn cá này. Cho cháu ớt. Ớt cho. Toàn xương ấy, cái kia khắp nào. Toàn xương ấy. Kia miếng kia, miếng bên này anh tính. Miếng dưới, bỏ miếng này xuống. Hình như ông tính chưa ăn cá bao giờ sao. Ông khác biết mà. Không đâu, sợ hóc lắm. Giống như trẻ con bây giờ. Đúng rồi, có răng đây, sợ hóc đây. Nhưng mà mắt của ông vẫn trốn. Gỡ cá đi nhá, gỡ xương đi nhá. Ông thích ăn cá nhỉ? Thích ăn cá. Đây để tí cho ông. Đâu tí nó... Con mèo hả, con chó nó... Em thắng mua cho à? Vâng. Đây là ruốc mấy cả muối vừng ấy. Đây là thịt xay ấy. Mọi người chưa biết là ruốc. Ruốc là như nào? Ruốc là thịt xay ấy. Thịt rang khô ấy này. Anh biết như
cho vào hộp nhựa này rồi. Hộp này. Dôn là nó là xay với là lạc. Ờ, à, đấy chợ. Làm đường là khẩn trương đấy. Còn đâu là bố trí thằng Tảnh là riêng quản lý cái kia. Nha, em sẽ bố trí lại cho ông Tảnh lên quản lý bên làm đường sau điểm trường nhá. Trưởng thôn nhá, xong bảo ông Tảnh nhá, quản lý trên cái chỗ điểm trường ấy. À, đổ cát với cả đổ xi măng hết vào trong đấy cho Tảnh nó quản lý bên đấy. Thì là cho giao cho ông Tảnh làm bên đấy. Còn đâu là bên này là anh em cứ làm nhà đi. Còn đường bên đấy là Tảnh nó sẽ quản lý. Em là giám sát sau. Đấy, còn nếu mà em vào mà thấy không hợp lý là cứ thằng Tảnh em nạp. Đấy, còn trưởng thôn với cả bí thư là cứ ở bên này. Sau 15 ngày mà em vào mà không thấy hoàn thiện thì là trưởng thôn với cả bí thư là tự chịu trách nhiệm. Được chưa? Nói rõ ràng nhá. Nếu mà 15 ngày cũng được thì trưởng thôn và bí thư khác gửi tiền em. Anh không biết. Đấy là việc của trưởng thôn với bí thư. Trừ ngày mưa. Còn đâu là cái điểm trường kia là thằng Tảnh nó phải hỗ trợ, nó phải giám sát ở đấy. Là trưởng thôn gọi chở xi măng và cát sỏi lên. Không, giao cho em thắng kế xong là có rồi, để ba bà dừng xe này về đây chỉ cho bà. Đồ quá không? Đồ xá cần xá đấy. Đấy, làm như thế rồi nhanh nhẹn đấy. Lại còn chín nông, một chê của chị Tô, cây của chị Tô, một chê ra con cho sôi giáo. Nó nói chị Tô Hải ơi. Đi về, mày cầm cái đồ đạt ra nha. Đấy, chị đã thẳng tà đen mà. Mai kia là chơi xuống mà chơi xuống một chơi hả? Ừ, bảo là đồ ăn cho nó mà đi nó khác biệt hả? Đi khác biệt cho nó còn cho à? Giờ thì lâu là tổ nó không còn đâu. Nông là sao cái nhu hàng tháng trả được dịch ba cho điện tu tu chơi à? Ai hiểu đâu chứ? Đi à? Ôi giời, thấy một tiệt thích một chơi hả? Một tính công bay ủi đi con. Ngon thua. Thế mà tổng có mà nó bảo là đi hôm nào rồi về rồi để hôm nào ai đang chơi về có điện cho chị phép nhá, em có điện điện thoại có điện cho luôn nhé, đưa ông về xong mở cửa cho ông máy thì lọt chi thì tổng số bầu tổng số bầu ông có mà ông biết chưa mà có về ơi quá nha như coi gì. Mình xem nào, con bé ở đây cũng trầu nhiều thì cũng trầu trù, cũng chạy dạng thế. Trầu trù cũng chạy dạng thế. Ngày trù còn chiều. Ngày trù cũng trầu trù còn chiều. Có đang đến đây về không? Tây đông đây có ổn trở sang. Còn bên xuôi, đồng bàn chức vụ, nằm nấy rứt. เว้นแต่แกน้อยกว่าเดี๋ยวมาบ่เป็นท่าจริงอ่ะผมบ่โอเคบ่ซอได้เลยตึกจุ่มซอละมันผมมาไม่ได้ลงถือไม้นานก็ตัดจุ่มมาก็รู้ตัวรู้เลยมาซอตึงกันน่ะก็แกนี่มาคอยเห็นเดี๋ยวติรู้จิโตมาเป้จิซาคิเกะมาบ่ทําให้ทําต่างเลยจริงๆบ่ปวดจุ่มง่าย Ủa lúc mà nhìn lầu rồi sao buổi tao chỉ thoải mái đi mà chúng xem mà coi em cứ thoải mái đi lầu anh nhìn lầu cái xe tặng chỉ trâu xuống đặt không phải nghĩ rồi đúng không tính anh mình em biết rồi đúng không từ ngày làm nhà bà cụ đúng không em gặp anh rồi đúng không đưa anh đi vào lầu nấu cơm trong đấy đúng không anh có vấn đề gì không có vấn đề gì đi không có vấn đề gì ôi luôn tông to có diện thành cu bây giờ nó chẩn nó uốn tại uốn thịt lì chi mua bây giờ xin rồi bây giờ phủ cái gì mà giờ đấy bây giờ coi được mày giờ lò đấy bây giờ coi được bây giờ mà đây mà chua này chửi quê nhiều nè bây giờ thì có chua phải nâu thì có xí rồi đấy mà thì có nhiều chua chua á cái này là chè lò sầu xe là mà bởi vì ở cổ bán anh đang lột qua có được tốt sướng quá là tốt bây giờ thiểu tốt sướng vừa mình người già tốt mà có lại còn con đấy con sau này học biết đúng không
Nó còn ở trên cổ thì ba tổ khu mà khoan được ngang trước là như đang ở mà trên kiên đón về rồi rồi tiếp sổ tiếp lìa sẽ không phải học rồi kim linh nó đi học mà quy định sổ dẫn đưa ta giả ok thì lô chứ thì như thầm mẹ chứ thì ngàn mẹ chứ mà nên ba chứ thì thế mà do thế có đồng phê không đủ chán nó là thế khoa học thế mà kinh thôi, phải nói tiếng mông đâu đúng không? Có khi có lúc nó còn chưa hiểu. Đúng rồi. Bây giờ nó nghĩ chưa tới đấy chú mà. Sau này nó biết là cái lợi đấy là như nào, Hạ Sơn là có cái tốt như nào. Tất cả những cái bà con đồng bào người Mông ấy đang ở vùng núi cao ấy đều thích Hạ Sơn. Nói thật, nhưng chẳng qua là đang không có đất thôi. Đúng không? Anh không? Không có bảo là không có đất. Nếu mà có đất thì họ sẽ để ở. Họ sẽ sẽ. Tại vì bây giờ người ta hiểu được rồi. Rồi. Người ta sẽ sống ở dưới dưới thấp. Du cư thôi. Người già thì đấy ngày xưa đấy. Không phải bây giờ hiện cư. Có anh bét ra cũng học lớp 5, lớp 6 rồi đúng không? Không phải thành cây thành cư ở dưới này trên vùng lõi lõi xuống dưới và điều kiện thì anh biết là gì nên đám dầu ai đúng thời điểm bây giờ nhá mạnh bao nhiêu thì thế là con đường nó khó bao nhiêu là một phát ở đây là xe đi vào nhà luôn đi bộ thì là đến nhà luôn đấy, bây giờ tính là khó như thế mà bảo là tháng hôm nay thì uống hết rồi sai nhiều sai gì 1 mL còn đâu đúng không đấy. Lâu lắm rồi mới thấy tháo người nguồn lo cái thứ này. Ba ngày ba đêm anh em mình người. Ba ngày ba đêm em chịu không ngồi được. Bây giờ xem người lâu lắm ở cái sách. Nếu mà tới này là có mảnh đất trên này rồi. Đấy. Mà nếu ba ngày ba đêm phải theo phong tục của lúc tầm mong của bọn em mới ngồi được ba ngày ba đêm hỏi luôn. Không ngồi được á. Làm gì uống rượu thì có khi mấy tiếng thì. Người già ngày ba đêm trước em ngồi trên cao nguyên đá rồi. Nó ngồi đá, đến ngày thứ hai rưỡi là gần như mỏi lắm. Nếu ngồi được 3 ngày. Không game mà. Không phải là mình cái gì đâu nhỉ? Mình tự nhiên là mình mất ngủ là mình ngồi được 3 ngày 3 đêm á. Ở đây còn không còn cái phong tục mà anh em bạn bè hay người lạ đến rồi còn quỳ một tay này xuống vái à. Còn không? Sao còn có, đây bây giờ bỏ qua thôi. Chỗ này không có đâu. Chuẩn nhá, chuẩn này em diễn tả này, đây nhá. Chưa có chứ. Người Mông trên cao nguyên đá này, người hạ đến này. Bước một chân này lên này, đúng không? Rồi. Bước một chân lên, xong rồi thì như này đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Ở đây không có. Bây giờ còn không? Không có. Không có. Đấy. Cái kia người ta theo bỏ, vừa bỏ mấy ngàn rồi. Không bỏ được cái tục này, tục này chưa bỏ đâu. Phong tục sẽ không có. Có ngay. Còn không? Còn không? Có không? Được người đi Tây thì quỳ, không bỏ được đâu. Đến cảm ơn. Bỏ được. Tục người đi Tây có người mất. Phải không? Tục người đi Tây có nhà người mất. Sao anh kể? Không bỏ được. Có nhà người mất thì có. Chẳng hạn bây giờ em đến là bọn anh có quỳ không? Có quỳ luôn. Quỳ nhưng mà không tục tốt là ở nhà em không? Rồi nào anh em ơi, xì ơi, anh Hồng ơi, rót một chén em xin phép em mù chê à? Em mệt đấy, nói thật đấy, hôm nay là quá vui. Nhưng mà ngày kia nhá, chương trình nhá, trưởng thôn bí thư nhá, và nhá. Rồi rồi rồi, bây giờ xin phép nhá, mù chê nhá. Cảm ơn chúc sức khỏe. Rót vào đi, chúng ta hành trình. Chưa rót thêm vào. Nhanh xong mù say say rồi. Chưa hết thì kìa. Chưa đầu nó mù say. Mù say say rồi. Nhanh nhá. Rồi chuẩn chứ. Trời ơi, con người. Đấy nhá, mù chê nhá. Trưởng tốt đấy. Đâu nhá? Đây ở đây đây đây. Phê phê sao ấy, áo đỏ. Phê đỏ. Đang có máy, đang nghịch máy. Đang máy đẹp à, điện thoại đẹp à? Đẹp. Đâu, nghịch điện thoại không? Máy. Máy chết mất chết. Máy xịn đẹp chứ. Không, trưởng thôn giống mình, không uống được rượu, nhưng đã vui là uống. Hết mình. Nếu không vui thì đến nhà nông uống rượu. Trưởng thôn có uống rượu lắm. Đúng rồi, trưởng thôn rất ít uống rượu. Em thắng đến đây, ước đến đây thì nó mình uống thôi phải không? Có cái gì? Không biết rồi. Trưởng thôn là không uống rượu là một điểm tốt của đán giàu luôn. Cảm ơn. Thế là có thế thì cảm ơn thắng mà chả thấy hết gì cả. Anh này nhau mà say say à.
Đến nhanh rồi về á. Chưa? Chúng mình thắm nha. Sao đấy? Về nhá, em về đây. Chuyển nô có xuống không? Cùng xuống gì? Và ở lại gì? Cùng xuống. Đi tắt à? Thế xuống đi cùng trưởng thôn gì á? Xuống đi cùng trưởng thôn về. Đi xe mà. Trưởng thôn thì ở đây có một tiến triển riêng. Lúc không có thì mình à vẫn bán gì à, rồi thôi thế mấy anh em cứ bán nhá, thế thôi em mới gả ước xuống đi. Thế em xin phép nhá. À. Thế là mấy em cứ bán đi nhá, không phải chụp có gì thì thông cảm với anh nhá. Ôi, thắng nhá. Rất cảm ơn. Thưa một cái nhỉ. Thưa. Thưa thì COVID thì hôm nay cũng còn rồi. Ok. Chân này chắc chưa đến. Thôi yêu thương một cái nhỉ. Nhưng mà phải có người quay cứ. Thôi rồi không cần, cứ cầm mà. Ok. À, không. Cảm ơn. Thế thôi nhỉ. Bắt tay với anh ở dưới lồng bể một lần nhỉ. Rồi anh ok. Anh ở riêng anh không ở đán dầu đâu. Ok. Nhưng mà đấy. Lại tham gia với đán dầu nhá. Đi con ngày nhá. Thôi, mong bà con đán dầu là lúc nào cũng phấn khởi như này. Vẫn khởi mà anh ở lồng bể, anh một mình, anh dưới đây chơi cả đêm khoe mới về. Rồi. Thế thì anh ở đây, rồi. Chị Phương ơi. Rồi ok. Vâng. Chỉ trong nhà đấy nhá. Rồi. Thế là anh em cứ ngồi nhá. Ngồi. Đúng rồi. Thế em cứ ngồi đây nhá. Ngồi cùng bàn cùng anh em. Bàn. Nuột. Hoàn hảo. Rồi. Thế ngồi nhá. Ok. Có gì thì ấy. Coi nhau như anh em. Tất cả anh em ở đây là coi nhau như anh em. Thương nhau cùng tay à nghĩa nặng. Kinh à. Bí thư còn hát đấy. Rồi ok nhá. Tất cả là như những con lợn ăn chung một máng hết. Đúng rồi. Đúng mình là không phải đi đâu. Đã. Tất cả những người ở đây đều cần cù. Đây. Thôi. Tất cả là như những con lợn ăn chung một máng. Như con lợn, như con gì nó ở trong một máng rồi. Thôi em về đây nhá. Mình cho ăn thì cho ăn đi. Không phải đâu. Ok. Nhá. Thôi. Cảm ơn thắng nha. Rồi. Lúc này còn nói chuyện em hôm nay là em say đấy. Lúc này còn nói với chị ấy thôi. Bình Thuận là cái gì đấy? Nhưng mà chị ấy khóc rồi. Thế mình à? Thì mới có thiêu nhưng mà. À, đúng rồi, là cái chị đấy gọi điện. Chị là chảy nước mắt ra đấy, nói chuyện với anh ấy. Hôm nay là có một khán giả đã điện thoại cho Thắng mà lúc đấy là Thắng đang ăn cơm cùng trưởng thôn và bí thư. Là cho trưởng thôn và bí thư nói chuyện cùng và chị đấy đã rơi lệ đấy. Nhưng mà trưởng thôn bí thư cũng rơi lệ. Nhưng mà xúc động quá. Thế mà cảm ơn nôi. Cảm ơn một cái chị khán giả lúc đó đã điện đến cho Nguyễn Tất Thắng. Ông cụ thì bảo là kia thì mình cũng rất cảm động. Cảm động quá. Rõ ràng luôn. Anh về đây trưởng thôn này. Để đi xuống dưới là nào ước ơi, sao mù chê đây. Đôi giày của em đâu nhỉ? Đây rồi. Đâu? Không biết được đôi giày. Đôi giày của Thắng ở đây. Em sao đây? Anh thì thường xuyên lên. Đôi giày của Nguyễn Tất Thắng. Ôi mù chê nhá. Anh em ngồi đây nhá. Chào nhá. Rồi xin chào. Hẹn gặp lại vào ngày kia nhá. Rồi, rất đơn sơn nhá, về rất tắc hậu ấy. Ta đi từ chiến khu bác ơi về. Thôi, anh đừng nói thế. Đi không hay. Thôi. Thôi. Có gì thì thôi này, đôi giày thôi. Em nó chỉ là một cái thành phần cá nhân bình thường thôi, đừng có ví với cả những cái ví. Ví gọi thì có gì cảm ơn Thắng. Bác Hồ là một bậc vĩ nhân rồi. Em đấy, mày phải nói thế để thôi em về đây, em về đây nhá. Một can tuổi. Đi lại về. Đi sáng mai lại về. Mù can mai lên chơi. Can thử hợp tuổi. Mai lên chơi. Mà lời nói của ông cụ trả lời lại.
là cháu đi cháu sẽ về. Được chưa? Mê nhủa mù mê nhủa bà tua. Bảo là em đi ngày mai về. Mê nhủa là cháu à? Vâng. Mê nhủa từ con chứ. Con à. Con đi sẽ về phải không? Cháu mà cũng là thế thôi. À từ mê... con và từ cháu là từ cùng là một. Cháu là cùng mà. Ăn tháng rồi. Bye. À bye bye. Đây, hẹn gặp lại vào những ngày gần đây nhất nhá. Bài một cái. Yeah. Rồi, xuất bài nhiều nhá. Quá này làm sao mà về được? Là... Không phải bài được. Thôi nhá. Ok ok. Thôi thôi. Là... Thế cảm ơn Thắng nhá. À, rồi. Ờ rồi. Là... Em ơi. Thông cảm nhá. Ôm gái nhá phải không? Ôm một cái nhá. Không có virus gì đâu. Virus ok. Dâu thì có chắc chắn rồi. Ờ rồi rồi ok ok. Nhá. Thông cảm nhá. Có gì lùi 10 là anh em mình là trước sau như một nhá. Trước siêu như một. Ờ trước siêu như một. Tấn rồi nhưng mà mình bàn tay là bàn tay nói cho vui. Rồi mù chê nhá. Chuyển thôi đây, về đây. Chào chị Vương nhá. À, và ngồi sau nhá, anh em ngồi sau rồi, về thôi. Anh quý anh em. Vâng, ok, ok. Ăn cơm với cả bà con như này sướng lắm. Nó hơi muộn rồi thì đi hãy... Mà mà nhá, Mình tính mà mà. Gần 12 giờ đêm rồi. Đấy. Nếu mà không tin. Đây là Trăng này. Đấy. Ừ, Trăng lên. Trăng lên 1 giờ 15 này. Hơi cao. 23 giờ 15 này. 20 giờ, 23 giờ 02. 11 giờ. 11 giờ 2 phút. Một tiếng, xít một tiếng nữa là đến 12 giờ. Thôi mù chê nhá. Mù chê. Mù hợp tu hả? À. Đi lại về. Ước rồi. Lần sau đi vào dạo đường đi chơi. Và là tên tài là đi lúc nào về như thế nào về ước nhỉ? Vâng vâng. Em bây giờ em phải đi về đây nhá. Thôi mù chê nhá. Ủa thôi thôi. Ước ấy về 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 về. Em đi về đây. Anh không em đi về đây. Phải ước. No. Từ cho an toàn nha. Xong anh em giải tán đi nhá. Bàn nhau xong gái về đây muộn rồi. Rồi rồi. Ừ. Ôi, ước ơi, soi đèn đi. 11 giờ rồi.